Tôi Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị các bạn. Tôi Tính đang có mặt tại ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, đến thăm một cái viện dưỡng lão. Xưa kia là viện dưỡng lão nhưng mà bây giờ theo cái kế hoạch của nhà nước bây giờ thì ở đây đổi lại là hội bảo trợ xã hội Hưng Phước Thành. Ở đây thì có cái địa điểm này là của cô Chín với cô Mười. Trước kia cô Chín, giờ cô Chín cũng già yếu rồi, để lại cho cô Mười quản lý cũng như là nuôi khoảng 20 người già quý vị. Thì khoảng 10 người nam, 10 cô ông, 10 cô bà neo đơn, không có nơi nương tựa, hoặc là nói chung là hoàn cảnh neo đơn, không ai chăm sóc đó. Thì hai cô và cái hội đều chăm lo chỗ ở, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Thì hôm nay tính đến đây để sẽ chia sẻ đến với quý vị cái nơi đây, cuộc sống của các cụ như thế nào quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào các cụ nghe. Các cụ làm gì vậy? Trồng cây. Trồng mít. Trồng mít hả? Rồi cây mít con đâu? Đó, bứng giờ, bứng lên giờ lên đây nè. Bứng giờ hả? À cái đó giờ lên tránh đường đi phải không? Ừ. Dạ. Mấy cụ là ở trong đây không đi phải không? Ừ. Đây hết. Dạ. Con cũng có lên đây mấy lần rồi mà đều chủ á. Dạ. Tôi quản lý. Dạ, chú quản lý hả? Ừ. Rồi cô chủ đâu vậy? Đó, đó mới đi đó. Dạ, nãy giờ con chưa gặp. Kìa. Để con vô trồng cái cây. Bứng nói không ông? Nói không? Mệt chứ không? À. Mệt chứ không? Mấy ông cụ lớn tuổi rồi, đầu mấy này cũng mệt à. Dạ. Để con vô trỏng gặp mấy cô kìa. Con chào cô. Cô là cô Mười hả? Dạ. Có ở em của cô Chín. Dạ. Cô Chín gầy khỏe không cô? Chị cũng khỏe, cũng đi tới lôi trong nhà cũng được. Chị dạ. Khỏe chị cũng qua đi chơi được. Ở đây ha, trong nhà. Ở nhà, bên nhà bên chợ á. Dạ. Rồi mấy cụ già còn nhiêu người cô? 20 người ha. Dạ. Là mấy cụ ông, mấy cụ bà. 10 ông 10 bà. 10 ông 10 bà. Cô mới làm gì xong rồi cái tay vậy? Tôi dắt vào cái cam của người ta cho, tôi dắt để cho mấy cụ uống. Vậy đó hả? Dạ. À, mấy cụ cũng có chế độ uống cam nữa ha. Dạ. Con thấy mấy cụ ngoài là đang trồng cây đó, là mấy cụ cũng ở đây không đó ha mấy cô? Dạ. Dạ. Mẹ chú ở đây. Dạ. Con thấy hình như nãy mấy cô bên đây hình như có mấy cụ bà. Có mấy cụ bệnh hay sao mà con thấy nãy la la có bệnh không? Tại có cô đó có bị bệnh. Dạ. Bị không. Cô hay muốn nói gì nói vậy đó mà. Dạ dạ. Bên đó là cái kho củi mình để nấu đó hả cô? Đúng rồi, củi dạ. Người ta cho đó để nấu cho anh đỡ. Ủa mình không có nấu biết được bếp ga hả? Mình nấu củi hả? À, nấu có củi của mấy chú cho đó, rồi chụm củi cho anh đỡ tiền. Dạ. Không có nấu ga, cái nấu được cơ bằng điện rồi. Dạ. Để làm được ăn. Nhưng mình cũng tiết kiệm chi phí ha. Dạ. Dạ. Quỹ của mình lo cho các cụ như thế nào cô, giờ có đủ không? Dạ cũng có, cũng lâu lâu cũng có người cũng có ghé thăm, rồi cũng có cho chút đỉnh đó chứ. Dạ. Yeah. Cái mình cũng có tiền cho mướn đó, cũng có đôi khi nếu có học hạt gì thì cũng có mấy đứa cháu, mấy đứa cháu mình chạy nó cũng tiếc. Dạ. Yeah. Cũng như tình hình hiện tại là mình có đang thiếu gì không cô? Thì cái gì cũng tạm tạm đi. Biết nói sao vậy, cũng tạm tạm đi cũng được. Hiện tại gạo mình đang còn nhiều không? Gạo còn, coi như mình ở đây quanh năm, coi như ở gần gần đó đem gạo lại cho mình đủ ăn. Rồi có cũng có dư chút đỉnh nữa, rồi cũng cho mấy người bán vé số, mấy người già cả, rồi có khi người ta thiếu đó, cái người ta cũng lại, rồi cái ta cũng chia. Cũng chia lại luôn, cũng cho lại luôn. Ờ, cũng cho lại chút đỉnh người. Dạ. 50kg vậy đó, chứ cũng không có cho nhiều nha, dạ. Không có nhiều. Còn ví dụ như ba cái nhu yếu phẩm mình có đủ không? Ba cái nước mắm, nước tương, đường, ngọt thì cái thứ đó, thì nấu ăn đó. Thì cũng có khi cũng có cho, rồi cái nào có thiếu chút đỉnh cái thì mình cũng mua thêm. Dạ, nhưng mà hiện tại có đủ hen. Hiện tại giờ cũng có. Củi dự trữ nhiều cái gì? Củi của bà con ta cho đó. Còn chứa ở đây nó nhiều thì mình nấu từ từ, mình tiết kiệm ở đây sợ nấu ga thì nó tốn, không tiền nhiều cho nên là nấu củi chứ củi nhiều. Ơi con chào các cụ nghe. Dạ. Các cụ khỏe không? Dạ, khỏe. Khỏe hen. Dạ. Ở đây hiện tại còn mấy cụ? Dạ chào cụ. Ở đây mình còn mấy cụ ở đây cô? Như vậy 8 8 là 9 vậy? 9 là đi nằm viện 9 người. Nằm viện người nó là 10 người. Dạ. Bị sao nằm viện cô? Ba. Bị xe động. Dạ.
Rồi con chào các cô nha. Dạ. Nãy đang quay có điện thoại. Dạ. Dạ. Rồi ở đây còn 9 cô phải không? Dạ. Dạ. Cái cô này chắc là nó bệnh nhiều lắm. Dạ. Bệnh nhiều rồi phải không? Giờ đi lấy đồ ăn hay gì đây? Dạ, để cơm rồi. Giờ tới giờ cơm rồi ha. Dạ. Chắc này là cơm là có người mình tự đi lấy không cô? Xuống nhà bếp cậu. Dạ, nhà bếp đang bắt cơm hay gì? Dạ, nhà bếp nó cơm, cái cậu nãy ngồi đây là nấu cơm á. Dạ, vậy con cũng đi xuống nhà bếp, con quay với nhà bếp cái cây. Dạ. Ở đây là các phòng của cô này đúng không? Dạ. Ngưỡng phòng gì? Dạ, phòng. Ở đây rất là sạch sẽ quá gì. Ở đây, người ta cũng chăm sóc sức khỏe, cái vấn đề vệ sinh rất tốt. Dạ. Nhăn nắp gọn gàng cho cái gì? Dạ. Rất sạch bon luôn, cái nền gạch sạch bon bon luôn nè. Dạ, các cụ chuẩn bị lấy cơm hay gì, cụ phòng vậy đó. Cụ ở đây phải không? Dạ. Cụ thứ mấy cụ? Thứ sáu hen. Dạ. Rồi gia đình cụ xưa giờ ở đâu mà cô vô đây bao lâu rồi? Ở ngoài kinh nhì, rồi tôi đi cắt, đi mót. Cắt mót lúa hả? Rồi tôi mới vô đây, nay dạ. Cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Dạ. Mình không có con cháu hay sao bà? Có con cháu mà nó lo nó mần nó ăn, không có con có cháu nó mần nó ăn chứ đâu có nuôi mình được. Không có con không có cháu không hen. Dạ. Dạ. Lên đây cũng nhờ bà Chính nuôi rồi. Dạ. Giờ bà Chính bà ấy yếu rồi, bà ấy đưa lại cho bà mời. Dạ. Bà Chính thì cũng còn tới lui phải không? Dạ. Dạ. Rồi bà thấy cái cuộc sống mình ở đây như thế nào ạ? Thì sống đây thì nó khỏe. Dạ. Đâu có gì. Cuộc sống tốt hen. Dạ. Rồi ăn uống đầy đủ. Ừ. Chỗ ăn chỗ ở thì cũng có đầy đủ. Ừ, đủ. Dạ, nấu ăn thì có người nấu sẵn, mình xuống mình nhận về mình ăn. Ừ. Mình nhận về phòng mình ăn ha, mình có chỗ ngồi ăn trên kia cô. Ăn đây nè, đem về nhà mình ăn. Dạ, đem về nhà cho ăn. Ừ. Có cái bàn ngồi ăn đi ha. Đó. Dạ. Bàn ghế đó. Thuốc men gì đủ cũ chưa hen. Ừ. Dạ. Ở trong đó thì cũng có cái nhà tắm phải không? Đó. Nhà tắm riêng của từng người hết. Nhà tắm cô Tây. Dạ. Trong đó hết trơn. Dạ, con cảm ơn bà. Mỗi người một phòng. Ở đây thì có 2, 4, 4, hai bên là 8, kia 2 là 10, kia 2 là 12, 12 phòng. Dạ, 12 phòng, hiện tại thì có 10 cô ở thôi. Nhưng mà có một cô bệnh rồi, không có ở đây. Đi nằm viện hả cô? Dạ. Còn cô ở đâu cô? Cô xưa giờ ở đâu? Dạ, tôi ở Tiền Giang cậu. Tiền Giang hả? Quê Tiền Giang ha? Dạ, quê ở Tiền Giang. Cô lên đây ở bao lâu rồi? Dạ, nay nữa là 20 tháng rồi. 20 tháng? Dạ. Dạ, ở sau cụ kia. Dạ, tôi vì hoàn cảnh là tôi có đứa con gái rồi nó qua đời đó cậu. Dạ. Thành ra có một mình rồi tôi mới lên đây tôi coi báo mà tôi tìm nhà dưỡng lão này tôi tới. Dạ. Dạ. Rồi cô thấy cái cuộc sống ở đây như thế nào? Cuộc sống ở đây là nhờ sự giúp đỡ của cô Chính với cô Mười đây. Dạ. Thì nhiệt tình để lo ăn uống đầy đủ. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mạnh thường quân đó cậu. Dạ. Người ta cũng nghĩ tình vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy là người ta cho riêng mình nữa hay là cho ngay cô Chính cô Mười? Cho gạo. Dạ. Cho gạo hay là cho dầu ăn hay là mì gói hay gì đó. Dạ, cái đó thì phải cho ngay cô Chính cô Mười đang người dạ, ta làm cái nuôi mình. Dạ. Dạ. Rồi cô Chính cô Mười cho lại. Dạ. Phát lại đằng này ăn. Dạ, nấu sẵn dạ. Cho mình ăn. Mình nấu tại nhưng mình cái đó mỗi lần có cái bình thủy nước đó. Ủa, nấu sẵn mà. Đâu đó, mì đó, mì gói. À, mì hen. Mì, mình chắc được. À, mì có nghĩa là mình ăn thêm hen. Dạ, ăn thêm, ví dụ vậy đó. Dạ, 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 cái đó là ăn thêm. Dạ. Ví dụ như mình ăn cơm rồi dạ, mà mình dạ. Sốt ruột thì mình nấu có mì mình ăn đó. Thêm. Mình muốn ăn chừng nào là mình ăn có dạ. Nước đó rồi mình ăn chừng nào ăn. Dạ. Vậy đó em ơi. Rồi, có một người con duy nhất mà người con mất. À, có đứa nó qua đời rồi. Dạ, rồi thôi con chia buồn cùng cậu hen, ở đây cũng... cũng vui rồi hả cô, ở đây cũng có nhiều ông bà cụ mình cũng tâm sự. Dạ. Còn bà thì ở đâu, bà quê ở đâu? Cầu Lãnh đây nè. Cầu Lãnh hả? Dạ. Thì cũng xuống đây bao lâu rồi? Xuống đây 4 tháng rồi cậu. 4 tháng hả? Dạ. Thì cũng ở đây. Ở đây. Vậy là hoàn cảnh mình chắc cũng neo đơn mới vô đây ha. Dạ. Dạ. Không có con có chồng gì hết á. Còn... dạ. Năm nay cụ nhiêu tuổi rồi? 79 tuổi cậu. 79 tuổi. Dạ. Dạ. Còn cụ ở đâu cụ? Dạ ở đây. Ở đây mà quê ở đâu đó, vợ đâu? Đó giờ quê ở Cao Lãnh nè. Cao Lãnh, rồi dạ. Mình vô đây lâu chưa? Vô đây cũng 9 tháng rồi. 9 tháng rồi. Bị gì ông bà cha mẹ anh em chết trơn à. Dạ. Rồi con mình ở với cháu rồi thôi giờ dạ. Vô đây. Thầy cô thấy cuộc sống mình ở đây tốt không? Dạ tốt, ở dạ. Đây tốt, vui vẻ lắm. Dạ. Thầy cũng có cái chỗ này cũng rất là quý luôn. Dạ. Cô Chính với cô Mười mở ra được cái chỗ này để
giúp đỡ cho các công cụ bà và neo đơn thì rất là quý. Ở đây mình có luôn cái truyền hình để giải trí buổi tối hả cô? Dạ. Tối thì mình tập trung ở đây mình xem ha. Dạ. Mình thường quân cho để cho các cụ giải trí. Dạ rồi, con cảm ơn các cụ chia sẻ. Dạ, đây là cụ nữa. Bà đi lấy cơm hay vậy? Rồi con đi theo bà lấy cơm luôn, bà đi đi. Dạ bà cũng lấy cơm rồi ha. Cho con xem cái này. Đây cơm với con cá. Đó, không có lấy canh hả? Không. Sao không ăn canh hay gì? Dạ. Thì con đi xuống với cô với kia coi. Dạ. Rồi tới giờ cơm hả các cụ? Dạ. Người phần đem về phòng ăn. Dạ. Dạ. Hôm nay ăn cơm với gì cụ? Canh bồng với cá chiên. Bồng với cá biển chiên ha. Dạ. Ăn tôi có 10 ngày. Dạ. Tháng ăn tôi 10 ngày còn lại thì ăn mặn. Canh bồng. Dạ. Con sẽ 2 ngày tương hay là mặn nữa. Dạ. 2 3 ngày mặn nữa. Có ai ăn canh thì lấy canh, không ăn thì thôi. Ừ. Nãy con thấy có bà cụ không ăn canh thì vẫn có lấy. Có bà không ăn. Dạ. Mình nấu ở trong nhà này đó chú. Ừ. Ngoài đó thì ngoài đây thì nấu gì, nấu đồ ăn hả? Nấu đồ ăn, con nấu đây. Dạ. Đây là cái bếp nấu ăn đây ha. Rồi ai là bộ phận hậu cần của cái nơi này chú? Tôi. Chú ha. Tôi quản lý, tôi nấu luôn. Dạ. Chú quản lý là mình quản lý các cụ ở đây, mình dòm ngó các cụ. Ngó đây có sĩ bệnh hoạn này là tôi lo hết. Dạ, bất cứ thứ gì. Chiều cô Mười về bển rồi. Dạ. À, chú sao với cô Mười cô Chính? Tôi là cháu dòng họ. Cháu dòng họ. Cháu họ thôi. Cháu hả? Cháu. Dạ. Cô họ ruột luôn á. Dạ. Thì cô Chính, cô Mười cũng... Cô Mười là bà ngoại của cô Mười thứ 5. Dạ. Ông nội của ba tôi thứ 6. Dạ. Anh em vậy đó. Rồi như thế nào mà chú vô đây chú phụ với cô Chính, cô Mười? Tôi ở thành phố, vợ con tôi bị Covid chết hết thì tôi mới dậy. Vậy đó ha. Tôi bị Covid, hai đứa con, hai trai với vợ tôi chết hết. Dạ. Tôi mới về đây, tôi phụ tiếp cô. Dạ, dạ. Cũng còn để là lập công đức sau này chết nhẹ nhàng thôi. Dạ. Giờ còn nên tôi à. cũng thấy buồn hen. Ừ. Rồi cũng về đây làm phước giúp các cụ. Rồi, một năm. Dạ. Năm này nữa là năm đó. Dạ. Tôi về đây tôi nấu cơm luôn đây. Dạ. Nấu cơm có ai phụ chú không? Có mình sao làm nổi? Có mấy bà đó gọt tiếp rồi thôi, còn. Dạ. Nấu mình lên tôi nấu à. Ai còn khỏe thì vô phụ. Ừ. Dạ. Còn đó gọt con đồ thôi, còn nấu cơm nữa. Dạ. Nấu canh đồ này kia tôi nêm nếm là tôi không à. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, nấu cơm bằng mấy cái nồi điện đó hả chú? Đây, dạ. Hai nồi này nè. Dạ. Còn cô này là cũng ở đây hay sao? Không, cô này tại vì tôi cũng nghèo lắm chú ơi, tại ông mới chết á. Dạ. Rồi nó nghe cũng khổ, không có tiền để số, rồi lên đây mà chích kinh bệ chí dao gì ăn à. Dạ. Mà lộ bộ và lộ không nổi chú ơi. Dạ. Hai giò nó bị khớp á. Dạ. Cô tính vô sinh cô Mười á hả? Dạ, kính xin cô Út đỡ và chí dao gì ăn à. Dạ. Thầy mệt quá, lậu lên tới đây rồi nó muốn đuối luôn, ăn quá. Ủa vậy là cô có thường ra đây xin không? À, ít đi lắm mà, chú. Đi hoài, đâu cũng lâu lâu như gần nửa tháng vậy à, chứ không dám đi là chú biết giờ tại người ta dịch rồi không dám đi. Dạ. Cũng sợ lắm. Rồi cái đó thì lát cô vô gặp cô Mười ha. Dạ. Cái nước hả cụ? Dạ. Dạ. Cái nước về thằng có uống nước chín ha. Với ăn mì gói thêm thì ăn ha. Dạ. Bán người cái bình thủy vậy đó. Dạ, bán người cái bình thủy. Người cái bình thủy tự sáng muốn ăn cái gì thì ăn. Dạ, dạ. Rồi tới giờ cơm là tôi chỉ nấu phục vụ hai nhà hai bữa thôi. Dạ, dạ. Rồi cô mì có phát cháo á. Dạ. Cháo bịch với hồi cơ mì. Cái đó là ăn thêm hả chú? Cái đó là ăn thêm chắc tối với chắc sáng đó. Dạ. Rồi 3 giờ này là ăn cơm rồi 3 giờ gửi người ta tụng kinh. Niệm Phật chánh á. Mấy giờ mình cơm ngày mấy cử chú? Hai cử là cử trưa với cử chiều ha. Ừ. Dạ. Cho 9:30. Sáng thì ăn mì gói hoặc là cháo. Sáng rồi mà ăn phát mì gói với ấy rồi nấu nước mình nấu cho người ta luôn nè. Dạ. Rồi nghĩa là cơm thì hai buổi, buổi trưa với buổi chiều. Ừ. Sáng thì với tối thì ai ăn thêm tối thì ăn. Ăn tăng thêm mấy người ta mạnh á. Dạ. Ăn thêm thì sáng thì ăn cháo phát cô Mười cũng phát mì với cháo bịch á. Dạ. Người ta ăn. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn chú. Chứ mình bao động hết mình ơn tôi sao mặn nổi. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha. Ừ. Có cái cửa củi to đây. Củi đây nhiều quá. Giờ đi qua các cụ ông ở đây nghe cái gì. Chào ông. Ủa? Ông phải ở đây không? Ờ, ở đây nè. Ở đây hả? Dạ. Ở phòng này nè. Dạ. Ông quê ở đâu đó? Giờ ông quê ở đâu?
Vô tôi cầu lãnh á. Cầu lãnh hả? Ông vô đây bao lâu rồi? Vô tôi vô năm 2015. 2015. Cũng lâu rồi ha. Lâu lắm rồi. Dạ. Ông năm nay mấy mươi rồi? Này 65. 65. Dạ. Chắc cũng mấy ông cụ ở đây thì phần lớn là gia đình kiểu mình đơn thân ha, mình đơn neo đơn ha, cho nên mới vô đây. Dạ. Ông cụ này đi đầu cây nãy đây phải không? Đổ mồ hôi quá trời nè. Ừ. Ông ăn lấy cơm chưa? Đâu rồi, ăn rồi. Ăn rồi đó hả? Đâu. Ông năm nay mấy mươi mà đi đầu cây dữ vậy? Ông 73. 73 hả? À. Xưa nay xưa giờ quê ông ở đâu? Sa Đéc hả? Ông qua đây bao lâu rồi? Đây cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. À. Dạ. Ông ở đây thấy sao ông? Cuộc sống này sao? Đây thấy cũng tạm được. Dạ, tạm được. À, ăn uống đầy đủ không? Uống thì đầy đủ. Dạ, sống dạ. Ở đây vui không? Sống này cũng vui. Dạ. Cũng có những bạn già nhau tâm sự ha. Dạ. Dạ. Rồi ông chuẩn bị đi dẹp tô hả? Dạ. Dạ, mình ăn xong mình tự rửa mình dẹp ha. Dạ, dạ. Dạ. Còn ông thì ông vô đây bao lâu rồi ông? Ở trên phường 2. Phường 2 hả? Trên cầu sáng á. Ông vô đây bao lâu rồi? Đâu 2-3 bữa. Ủa? Gì 2 bữa? Đâu có, ông vô đây ngày nay cũng năm mấy rồi. Năm mấy hả? Sao ông nói có 2-3 bữa vậy? Ờ, vô năm mấy. Ông lên đây cũng 2-3 bữa, ở đây nè. Ở đây 2-3 bữa. Dạ. Ừ, nhưng vô này là cũng cái năm mấy 2 năm rồi. Ủa là sao? Là vô đây rồi? Vô đây. Ở đây năm mấy 2 năm mà vô đây 2-3 bữa là sao? Ông ở năm kia rồi. Hả? Lúc trước ông ở mới xong rồi cho ông lên đây, ông ở này 2-3 bữa. Ờ, dưới mới xong là sao nữa? Lúc trước ổng đi qua rồi cái bây giờ ông hết đi rồi cho ông lên đây cái bây giờ đưa hàng kia xuống dưới cho nó lo kia lại. Ở dưới kia là sao nữa? Ở dưới kia cũng như vậy luôn. Cũng như vậy luôn, cũng của điểm này luôn. Ừ. Ở chỗ nào đâu chú? Chỉ còn mấy xong đó. Còn mấy xong hả? Đây nè, đây đó. Dạ dạ, thì có nghĩa là cũng cơ sở ở đây nhưng mà làm thêm chỗ đó ha. Cho nó có chiều chỗ ở. Dạ dạ, cũng cho chỗ ở rộng ra. Dạ. Mà chú nói cái con hơi ngờ ngợ. Rồi chào chú. Chú ngày xưa giờ quê ở đâu? Tân Tây hả? Chú về đây sống bao lâu rồi? Nay gần 4 năm rồi. Gần 4 năm rồi. 2-3 tháng nó 4 năm rồi đó. Dạ. Vậy là chắc gia cảnh mình cũng neo đơn hả chú ha? Dạ, neo đơn không có con thì có chồng hai đứa hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ có mình à. Rồi bây giờ thân ca nó biến, tai biến. Tai biến. À. Tai mặt tai trái hết. Dạ. Tai mặt không phải. Thì vô đây ở. Ừ. Dạ. Cuộc sống đây em thấy sao, tốt không? Tốt. Dạ. Rồi, cũng ở đây cũng vui ông ha ông ha. Dạ. Dạ cũng có nhiều bạn ha. Dạ. Vậy chú phải tập luôn thêm thể dục vậy đó hả? Ờ, cái này bài ấy này đặng cho nó bấu luôn. Dạ. Là. Như mình tập vật lý trị liệu. Ừ. Dạ. Ông chuẩn bị ăn cơm đó ha. Dạ. Dạ rồi thôi ông ăn đi nha. Dạ. Dạ chúc sức khỏe ông. Đây thì cái chỗ bên mấy ông thì còn ngăn nắp gọn gàng. Mấy cụ kia đi đâu hết rồi ông? Đây ra đây đó rồi. Có ông đó chứ tôi. Dạ. Còn mấy ông kia ở dưới sông hả? Ông kia dưới sông, có hai ông dưới sông. Hai ông dưới sông. Rồi anh này vô đây lâu chưa? Không có nhớ, nó mới lãng trí vô cũng nó lâu. Nó cũng vô đây 2, 3 năm rồi. Dạ. Ngày nó ở dưới Mỹ Đông ở dưới. Mỹ Đông hả? Ở kênh đồng 2 dưới. Ở Mỹ Đông quê của con mà sao con không biết ta? Nghe chỗ Tàu Chẹp á. Nghe chỗ Tàu Chẹp á? Ở Tàu Chẹp ở Nam Anh Sông. Ở bên ấp 1 đi xuống hả? Ấp 2. Nó là ngay ấp 2 luôn. Ấp 2. Ủa, Tàu Chẹp là ở dưới Kinh Tư mà. Đâu, Mỹ Đông. Ừ, thì nó nằm gần giáp Kinh Tư đó không? Ừ. Tàu Chìm xưa á. Ừ. Nó ở bờ nào? Bờ bên kia. Nó ở bên nhà ăn chủ mỗi suốt. Nó dạ. Cháu bờ bên ở Úc Bền á. Dạ. Vậy hả? Nó mà cháu bền. Rồi anh không có người thân hay sao? Có, mày đưa vô đây thì ta đi làm. À, có nghe anh bị bệnh hả? Bệnh. Đáng chí hả? Bị quên hả? Bị đáng chí quên. Dạ. Hồi nãy cũng ra trồng cây phụ đó không? Đúng rồi. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi mùi đó không, giờ không biết nhớ nhiêu tuổi. Tuổi mùi chắc bằng em quá hả? 79 phải không? Không, bốn mấy là 79. Thì tuổi mùi, nếu mà tuổi mùi bốn mấy là 79. À, 45 gì đó. À, cái đó. Dạ. Rồi ở đây thấy vui ha anh ha. Vui. Dạ. Có vui, có buồn lộn xộn chứ không dạ. Vui không mà buồn không. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe tất cả quý ông nha. Dạ. Dạ, dạ. Thôi con chào hai cụ. Dạ. À, cái này là cái điểm chung trên kia mà mình nằm mặt xong đây phải không? Ừ. Dạ. Điểm chung đó. Dạ. Thì sao ông khóc rồi? Sao ông khóc vậy ông? Bệnh. Bệnh hả? À. Bị bệnh hả? Không bị trai biết. Đi à. Coi như đi không có được. Dạ. Đi cái nhắc càng xích thì xích. Rồi cứ như sao mà khóc rồi? Buồn. Buồn hả? Buồn. Giờ gia đình không ai tới thăm hết trơn. Dạ, để con vô hỏi thăm coi.
Ông giờ ông nói sao khóc vậy ông? Hả? Buồn hả? Buồn chuyện gì vậy? Không còn nói chuyện được hả chú? Dạ. Yeah. Ông ăn cơm chưa? Đang ăn hen. À, rồi sao mà buồn, thôi đừng buồn nữa nha. Ở đây cũng có nhiều người quan tâm, nhiều người thương mình mà, thôi đừng buồn nha. Dạ. Quê ông này đâu chú? Mỹ Thọ. Ở đâu ở chú nha? Mỹ Thọ. Mỹ Thọ hả? Mỹ Thọ. Mỹ Thọ. Ờ, Mỹ Thọ xa lắm. Trời, Mỹ Thọ lên, ông lên đây bao lâu rồi? Lâu rồi chắc không nhớ ha. Chú nhớ không? Nhớ. Nhớ. Còn chú thì ở đâu lận? Chú ở nhà Mỹ An đây này nè. Mỹ An hả? Thị trấn Mỹ An ha, xã Mỹ An. Xã Mỹ An. Xã Mỹ An. Mà không có nhà cửa, không có đất vườn gì hết. Dạ. Giờ khổ quá vô đây rồi. Có con cháu gì không? Không luôn. Không luôn. Rồi, vô đây thì sống thấy cũng tốt không ha? Dạ. Dạ. Tới giờ cơm, ủa bên đó giờ tới giờ cúng hả? Cúng. Ủa giờ này cúng sớm vậy? 3 giờ mấy cũng tới 4 giờ. Dạ. Rồi thôi quý ông ăn cơm đi ha. Dạ. Ông năm nay mấy mươi rồi? Này 65 rồi. 65 rồi, trời con mà hồi kêu chú hồi kêu ông con cũng lẫn gì đâu á. Sao kỳ. Chú cũng được. Dạ. Con không có cố định được cái vấn đề này. Lá kêu chú, lá kêu ông, lá kêu cô, lá kêu bà. Dạ. Thấy con cũng muốn lẫn hay sao á. Cách giao thiệp mà sao đó. Dạ, chúc sức khỏe của ông nha. Dạ. Dạ thôi đừng buồn nữa nghe không? Ha, đừng buồn nữa. Không sao đâu, ở đây cũng có nhiều người thương mình, nhiều người lo cho mình ha. Quý ông tới giờ cúng rồi. 2023. Quý ông cúng rồi. Nhờ Đức Phật mười phương gia hộ chúng con tu hành theo chánh pháp giảng sanh nơi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong đây cũng có số người bệnh nó có dịch cho nên Nam mô A Di Đà Phật. Cũng không có. Nam mô A Di Đà Phật. Quý ông cúng rồi thầm đi, tôi cho ông tập trung cái gì. Vậy là cô xin được nhiều gạo đó hả? À, tại vì 4 năm rồi tôi để cháu quá, giờ nó bệnh cũng đâu có tiền. Yeah. Nãy thấy chú đi vô, yeah. Nghe, tôi cũng nghèo, tôi cũng hỏi chú đã trăm ngàn gì xe mà không xe. Dạ thì cô... Cũng mệt quá chú ơi. Cô nhà ở đâu? Tôi ở dưới Mỹ Đông này, ngang chỗ nhà mấy ba bán xe á chú. Mỹ Đông nhà bán xe hả? Ờ, à, mà sát bên xuống đó là chú muốn hỏi nhà, là hỏi nhà sáu nuôi, nhà nào người ta chỉ. Nhà ai cô? Nhà của sáu nuôi. Sáu nuôi hả? Dạ. Tại cũng khổ quá rồi đi cũng ở đậu rồi chú ơi. Nhà sao nuôi chỗ nào cô? Đà, chú bỏ cái cống 13 đó rồi xuống đó, chút nữa là đụng đó. Cống 13, cống 13 dạ. Là cái cống... Trên này, ở trên này. Cái cống gần đây nhất đó, hả? Ờ, đúng rồi đó. Là cái ở trên núi quý này xuống tới cái cống đầu tiên là cống 13 ha? Cái cống đó, dạ. Rồi cái đi chạy. Xuống chỗ miếng bán thang đó là tới thôi. Chạy thẳng đi, xuống luôn? Đi thẳng, đừng xuống tới dưới nữa, trên này chút nữa là tới. Qua khỏi cái cống hay là chưa tới cống? Qua khỏi cái cống mà đi xuống tí nữa là tới. Tí hả? Tí là cỡ mấy trăm mét? Khoảng có đó chừng 500 mét. 500 mét hả? Cô ở bên phải hay bên trái? Ở mé bên kia. Bên phải hả? Dạ. Bên tay phải hả? Dạ, đúng rồi đó cô. Rồi, cô ở đó là cái có cái nhà không hay là ở đậu là ở tại sao? Tại vì có đó như tôi ở đậu. Ở đậu mà ở nhà đậu nhà người ta hay là sao? Ở đậu nhà người ta, chú cũng khổ mà không có cái nhà ở nó từ hôm ông chết tới nay nữa. Vậy là tôi xuống đây tôi ở đậu mà chứ đâu có nhà, có cửa gì đâu. Giờ muốn nhà trọ đi xuất tiền ra mình đâu có tiền chút. Rồi thôi giờ để... cô về dưới đi, rồi cái con có thời gian con chạy xuống con tìm hiểu cái hoàn cảnh của sao. Sao nuôi nhà sao nuôi dạ, dạ dạ. Chứ giờ con đang thăm mấy hoàn cảnh ở đây rồi. Dạ, để dạ, con sẽ rồi. Sắp xếp ai thời gian đây. Lỗ bộ thôi dạ, dạ. Vòng vòng. Lỗ bộ hen. Dạ. Rồi chào cô hen. Dạ. Dạ dạ. Xin được tấm gạo hen. À được con tấm gạo. Mời tôi kính xin trân trọng chào quý vị. Tôi kính xin giới thiệu bên đây là cô Mười. Em của cô Chính trước kia là cái chỗ cơ sở chỗ đây thì cô Chính cũng lớn tuổi cũng sức khỏe cũng không còn được như xưa cho nên cô Mười tiếp tục tay cô Chính chăm lo ở đây. Rồi con chào cô Mười nha. Dạ thì cô được biết cái nơi đây cũng hoạt động cái công tác xã hội là nuôi dưỡng người già cũng lâu năm rồi hả cô ha. Dạ. Cô chia sẻ cho mọi người biết là hôm nay mình hoạt động được bao lâu rồi cô? Cũng hồi năm 2005 bây giờ. Dạ, 2005 bây giờ. Dạ, là coi như 18 năm. 18 năm rồi. 18 năm là con được biết là xưa kia là cô Chính với cô là có cái số đất
rồi mình cho mướn đất, mình lấy cái tiền đó mình lo cho các cụ ở đây hết luôn. Dạ. Cũng có nhà, cũng có người, lâu lâu cũng có người ghé thăm đó. Dạ. Cũng có cũng mình Đông Phương cũng ghé, thỉnh thoảng cũng ghé rồi. Dạ. Cũng hỗ trợ với mình. Dạ. Cùng chung tay để lo cho các cụ ở đây. Dạ. Đất thì mình cho thuê hết. Dạ. Lấy cái tiền đó mình lo cho các cụ. Con cũng người đó giờ cũng chưa hỏi là cô Chính, cô Mười có gia đình không ha? Cơ với cô Chính không có gia đình. Không có gia đình luôn. Dạ. Cái nhà của cô với cô Chính là ở ở chung nhà không? Ở chung nhà. Chung nhà. Cái nhà mình gần đây không cô Mười? Gần nhà hồi xưa ba má của anh dạy thì là cô Mười ở đây. Dạ. Cô hôm nay mấy mươi tuổi hả cô? Cô là 71. 71. 71 thì là cô Chính từ giá 23 hả? Cô Chính là 75. 75 hả? Dạ. Hai cô không có gia đình luôn mà trông lo cho mấy ông mấy bà gì quá đuối luôn rồi, khó ai mà làm được vậy ạ. À? Thì hôm nay con đến đây, nãy giờ con cũng xin phép cô đi vòng vòng thăm các cụ, rồi con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm có lòng tốt để muốn gửi giúp cái cơ sở của cô ở đây một số tiền để cô xây sở cũng như là xem như cái gì cần thiết đó thì mình mua mình chăm lo cho các cụ, chứ không tính nếu như mua gạo hay mua những cái phẩm gì đó thì cô sợ nhiều khi ở đây cô có rồi cái nó thành ra nó bị dồn. Rồi con mấy bạn mạnh vui thì thôi, vì gửi tiền thì nó thiết thực hơn, thì gửi cho cô số tiền là 5 triệu để cái cô coi chăm lo cho các cụ ở đây, cũng như là mình thấy cái gì cần thiết thì mình xài thì nó dễ hơn. Đúng cô, để con gửi cho cô 5 triệu để con gửi nhà. Cô cũng thay mặt các cụ với cô Chính. Dạ. Các nhà mạnh thường quân người có lòng ủng hộ. Dạ. Tiếp. Có mấy nhà hảo tâm thì giống tên. Còn không có công bố tên. Đúng rồi. Cơ sở của công chính của mọi ở đây cũng như các cụ ở đây xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ yêu thương như là đã tiếp nhận số tiền để gửi đến đây giúp đỡ cho cơ sở đi lo cho các cụ già. Xin chúc cho tất cả các nhà hảo tâm được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chúc cho quý vị làm ăn luôn thuận lợi phát tài quý vị. Con cũng xin phép con về nha cô ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, con cũng ca ngợi cái tinh thần của hai cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn hai cô đã chăm lo cho cụ ở đây. Dạ. Chúc sức khỏe hai cô cũng như các cụ ở đây nha. Dạ, rất là vậy. Chúc xin chào quý vị.